Mình đã vô ba cơ. Ôi nè, côn đây. Dạ. Trí trọn đi bán nó quét đọt sai. Trí như chạy. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Bữa nay không có phát cơm à, tới trưa chút mới đi kiếm rau rồi phát rau à, bây giờ định chở gạo, chở gạo đi cho, nhưng mà để coi coi còn hơi quải chút gạo còn ở đây nè, cho hết mớ rồi, nhưng mà gửi mấy người ta ở dưới chợ đó. Ở dưới chợ rau người ta cho. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính đi phát mà thấy hơi quể quải trong người, cũng từ từ đi. Phát ơn sau này, cái xóm sau này cũng sống nghèo ơn sau này. Nãy ngồi tính cũng 6-7 hộ vậy. Đấy, lược với ba chạy cái nữa rồi. Ừ, ăn miếng đi. Ờ, ăn đây, ăn đi. Tịch chứ. Ôi, ôi. À, bọt kê gì. Điên nơi vậy? Hai đứa mau vô con mà ba nè, mau vô con mà ba ơi. Xây không? Xây chủ mà. Chân tới nữa. Dạ, dạ. Học con nó có sản phục không? Dạ. Cho hậu này nè, viên hậu này
tia tay e trai nữa này nè. Này mau mau vô nè. Cót nơi mùa ấy vô. Tớ vô ở cót đó. Tớ mấy. Ừ. Ta xa đã đã ở dịch trai đó nghe. Mà ngay ổ quá anh mạnh. Ông cụ này thấy ổng đi lượm dây chai á. À lâu miền có ai ta mà ba. À đó cái lỗ á. À ông mấy tuổi à du mạnh? Ổng 88 tuổi rồi mà ông thấy ổng đi lượm dây chai hoài à. Giờ chở gạo của ai vậy Việt Nam bạn hả? Tá cho Việt Nam á? À lấy ta vậy cho nó ta không vô con mà ai ta nó ta o côn tơ kim nhé kỳ chú mua chánh tâm. Nói cảm ơn anh Chánh Tâm nên Chánh Tâm gửi gạo cho tôi để tôi tặng cho ông á. Vậy á vậy. Cảm ơn. Cảm ơn anh Chánh Tâm. Chánh Tâm. Thì giáp nên tia áp nữa. Nè, đang nghe lỡ ai ôi về giá đây mà ba ôi ta ít chai nữa mà ba có đọc cái lô còn chở la rai nữa giờ cho hai cái hộ này trước nè vô nè mà đọc cái lô về giá cha về Việt Nam ấy. Này gạo của anh Chánh Tâm đẹp tha o cun cảm ơn chứ. Cảm ơn anh Chánh Tâm. Bà con ở trong này là không có biết tiếng Việt rành. Cảm ơn. Tới ba nói dân. Bà con ông nè, con ăn tới ông. Bà kia ai vậy? Bà kia ai? Chờ lại ông. Có một cái hậu hai vợ chồng với 4-5 đứa con ở trên núi á, thì kêu nó xuống để cho gạo nó. Nấy ai, ai tên cho anh niên, ai ăn miếng đi. Nè, gì nè hả? Nè, 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 bà với hại mau vô. Ở đây có bà cụ, ở Tranh Thú Tư Yên hả? Vô một ba á. Bà hằng nào các bạn đấy, được cái này. Mình đã vô một ba á. Ôi, đi, côn đó ấy. Tí tròn đi bán nó vạch đó sai tí như chênh mà ông không phải bởi hãy ăn tỉa nè ông sống nè nguyên phá đấy nè nấu nấu nè tưởng đâu có chồng rồi nghỉ học chứ con mới có 13 tuổi rồi 13 tuổi rồi hả dạ. Tụi con rồi nè nè tụi con có mấy chị em nè 5 đứa hả với ba mẹ nữa là 7 hả dạ. Nhà ở đâu mà đi xe ấy vậy? Đi vô sao? Đàm lời ná xà tịch vấn à? Hả? Bả chứ? Rồi. Có cái đường bê tông có bảnh đó phải không?